Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng: Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thiên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, liền quay lại đám đông mà hỏi: Ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng: Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi: Ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: Ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan em Gia-cô-bê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người. Còn chỗ đứa bé nằm, vào chỗ đứa bé nằm và người cầm tay đứa nhỏ và nói: Talitha koumi, nghĩa là: Hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết về việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, đọc lại cuốn Kinh Thánh và đặc biệt là trong Cựu Ước thì chúng ta thấy từ đầu đến cuối có rất nhiều câu chuyện về sự chết chóc, giặc giã, lưu đày. Dân Thiên Chúa, dân được tuyển chọn đã phải chiến đấu để sống còn. Và như thế Thánh Kinh được xem như là một cái pho sách tường thuật lại một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại sự dữ và sự chết.
Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc sự chết. Chúa Giêsu luôn chống lại sự chết và bệnh tật. Thì sự chết do đâu? Thưa, sự chết do tội lỗi gây ra. Theo chương trình của Thiên Chúa ấn định từ ban đầu, trong sách Sáng Thế Ký, nếu chúng ta có cái dịp đọc lại chương 1, chương 2, chương 3, vân vân, thì con người không phải nếm sự mệt nhọc, bệnh hoạn, đau khổ và sự chết với điều kiện là luôn trung thành với Chúa, như lời của Chúa phán dạy khi tạo dựng con người. Chúa nói, Chúa phán cùng Adam rằng: một ngày nào đó, khi mà ngươi phạm tội thì ngươi sẽ chết. Lúc đó Adam là đại diện cho toàn thể nhân loại chúng ta. Từ câu nói này chúng ta suy ra rằng, nếu con người không bất trung với Chúa, nếu con người không phạm tội, con người luôn luôn trung thành với Chúa, thì con người sẽ đi từ hạnh phúc mà con người có được ở trần gian đến hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng mà không phải qua sự chết. Nhưng thưa anh chị em, sự việc không có đơn giản như thế, vì có cái bàn tay của thần dữ can thiệp. Ma quỷ, thần dữ ghen tương về hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho con người. Ma quỷ, thần dữ ghen tương nên đến cám dỗ con người, đến độ con người yếu đuối phải sa vào tay mưu mô xảo quyệt của ma quỷ và bất trung với Thiên Chúa. Và từ đó con người mất đi cái sự sống thần linh của chính mình. Cho nên tội lỗi là nguồn cội sự chết thiêng liêng, đưa con người đến nhận lãnh án phạt phải chết, chết thân xác. Bởi vì con người phạm tội nên con người phải trở về bụi đất. Nhưng mà Thiên Chúa có bỏ mặc con người hay không? Không. Thiên Chúa cứu con người qua Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên là Thiên Chúa có thể bỏ con người sống trong cái tình trạng tội lỗi và trong những hậu quả của tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa tình yêu đã gửi người con duy nhất của Ngài đến thế gian để cho tất cả những ai thấy và tin vào người con này thì sẽ được sống đời đời. Khoa học ngày nay đang cố gắng tìm thuốc chữa bệnh nhưng vẫn bó tay trước cái sự chết. Chỉ có Chúa Giêsu là có khả năng làm cho con người người chết sống lại mà thôi. Chúa Giêsu đến thế gian và sống giữa những người bệnh tật và đau khổ. Chúa Giêsu đến thế gian là chữa lành bệnh cho những người tin tưởng và vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại trong Phúc Âm Thánh Ma-cô hôm nay thì chúng ta thấy hai câu chuyện chữa lành bệnh và cứu người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang ở bờ biển thì có đám đông dân chúng tụ họp xung quanh
Chúa Giêsu. Ông trưởng hội trường, hội đường tên là Giai-rô đến với Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa con gái của ông. Ở đây chúng ta nhận ra ba nhân vật, mỗi nhân vật có sự độc đáo của nó. Nhân vật thứ nhất là người cha đau buồn. Ông Giai-rô này là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Ông chịu trách nhiệm hội đường Do Thái, nơi người Do Thái đến nhà cầu nguyện. Ông cũng là một người cha tốt. Ông không biết phải làm gì cho con gái của mình sắp chết. Con gái của ông dường như sẽ từ giã ông. Giống như những người khác, ông ta tìm đến Chúa Giêsu. Ông cầu xin Chúa đến chữa lành cho cô con gái ông với một niềm tin trọn vẹn. Người đàn bà thất vọng. Nhân vật thứ hai, người đàn bà này bị cơn bệnh hành hạ cơ thể đã 12 năm. Thật là một thử, chắc chắn là bà ta cũng đã thử mọi thứ, tìm đủ mọi thầy để chữa bệnh nhưng không có hiệu quả gì, và bà ta đang chịu đau khổ. Bà ta nghe nói về Chúa Giêsu và tự nói với chính mình rằng: nếu tôi không thể nói chuyện với thầy Giêsu được. Với niềm tin của bà tự nhủ: thì miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành bệnh, và có lẽ sẽ kết thúc cái cơn thử thách trong cuộc đời của tôi. Tại sao? Bởi vì bà ta thấy rằng nơi Chúa Giêsu có một điều gì đó linh thiêng, vượt trên cái con người bình thường. Bà ta đã lách qua đám đông, tiến đến phía sau Chúa Giêsu và sờ vào áo của Chúa Giêsu. Và bà ta đã được chữa lành nhờ đức tin. Nhân vật thứ ba là cô con gái gần chết. Cô này đang nằm liệt và cuộc sống sắp bị lấy đi. Làm thế nào đây? Không ai biết. Ngay cả cha của cô cũng không biết phải làm gì. Cô ấy không nói gì, nhưng cô ấy sẽ là đối tượng của lòng thương xót Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho cô ta sống lại, chứ không ai khác. Thưa anh chị em, đối với những người hèn mọn nhưng đầy lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sẽ ban cho họ những dấu lạ, như hai trường hợp trong phúc âm hôm nay. Phép lạ hay là dấu lạ là một cái dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa thực hiện cho con người, vì con người. Nhưng đối với những kẻ không tin thì họ cho rằng một ngày nào đó không xa đâu, khoa học sẽ tìm ra nguyên nhân, và khoa học cũng sẽ làm phép lạ như là Thiên Chúa vậy. Phần chúng ta là những người tin vào Chúa thì phép lạ là một cái dấu chỉ ơn cứu độ đã đến gần. Sự giữ không còn độc quyền nữa, và Satan đã chào thua, và nước Thiên Chúa đã đến.
các phép lạ còn làm cho chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa qua con người của Chúa Giêsu là chân lý, là sự thật và là sự sống. Thiên Chúa nói và Thiên Chúa làm. Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh. Chúa Giêsu làm cho kẻ khác sống lại, thì chính Ngài cũng có đủ khả năng để phục sinh. Các bí tích là dấu chỉ của sự sống lại. Nhận lãnh các bí tích một cách xứng đáng, chúng ta sẽ được sự sống. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa. Xin Chúa giải thoát tất cả chúng ta khỏi mọi sự dữ, khỏi mọi cơn bệnh, và đặc biệt trong những ngày tháng gần đây, xin Chúa giải thoát cái xã hội loài người khỏi cơn dịch bệnh nguy hiểm COVID-19 này, để tất cả mọi sinh hoạt xã hội và mục vụ được bình thường.